Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua, hàng nghìn người dân và khách thập phương đã đến dự lễ hội văn hóa Yên Tử với nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Đây là sự kiện thường niên được tổ chức nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của vị vua Trần Nhân Tông trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước và trong di sản đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo tại Việt Nam. Nhiều hoạt động nghệ thuật quy mô lớn trong đêm khai mạc diễu xe hoa và triển lãm ảnh nghệ thuật, rước hoa đăng, trang phục văn hóa thời Trần cũng được tổ chức. Đây cũng là dịp giới thiệu không gian văn hóa về cuộc đời và sự nghiệp Phật Hoàng Trần Nhân Tông có công bảo vệ đất nước qua hai lần đại thắng giặc ngoại xâm và sáng lập ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, thiền phái Phật giáo mang đậm nét văn hóa của người Việt Nam.